iPhone 15 chính hãng mở bán sớm tại Việt Nam, giá từ 22,99 triệu đồng. Theo thông tin được công bố tại sự kiện Apple 2023, dự đoán iPhone 15 sẽ chính thức bán ra tại Việt Nam vào khoảng thời gian cuối tháng 9 với giá bán dự kiến từ 22,99 triệu đồng. Vào rạng sáng nay ngày 13 tháng 9, Apple đã chính thức ra mắt siêu phẩm mới nhất, được nhiều tín đồ táo khuyết đón đợi trong năm 2023, iPhone 15 series. Theo thông tin từ website FPT Shop, là đại lý ủy quyền cao cấp của Apple, FPT Shop và F-Studio by FPT là một trong những đơn vị tiên phong mang những chiếc iPhone mới chính hãng đầu tiên đến tay người dùng Việt Nam. Giá bán dự kiến của từng sản phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống bán lẻ FPT Shop và F-Studio by FPT cũng triển khai đặc quyền 12 tháng. Một đổi một. Cụ thể, trong suốt 12 tháng, nếu máy đang sử dụng bị lỗi từ nhà sản xuất, khách hàng sẽ lập tức được đổi ngay một máy mới. Nguyên siêu 100% có thời hạn bảo hành mới 12 tháng. Như vậy, khách hàng được dùng máy luôn mới thay vì phải dùng máy sửa chữa bảo hành. Có thể nhận 23 tháng bảo hành nếu sản phẩm bị lỗi nhà sản xuất vào tháng thứ 11 vì khi đó khách được đổi một máy mới đủ lại 12 tháng bảo hành và đặc biệt là khách gần như không phải chờ đợi bảo hành khi việc đổi máy mới chỉ mất từ 24 giờ bên cạnh việc nhận và đổi máy tại nhà. Không chỉ tiên phong mang đến những ưu đãi đặc quyền khác biệt, FPT Shop và F-Studio còn luôn theo sát thị trường, chủ động trong các khâu dự báo. Lên kế hoạch hàng hóa sao cho đảm bảo được nguồn hàng nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Hệ thống dự đoán iPhone mới sẽ tiếp tục tạo nên làn sóng mới, khuấy động thị trường công nghệ Việt trong mùa cuối năm. Hệ thống cũng kỳ vọng doanh số iPhone mới sẽ tăng trưởng 20% so với dòng sản phẩm iPhone 14 tiền nhiệm.